Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cập nhật từ báo Tiền Phong, mới đây Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phát công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, không khí lạnh, gió mạnh trên biển xảy ra từ đêm 24 đến ngày 27 tháng 11. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, từ ngày 25 tháng 11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam nước ta, ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển lạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông trên cao, từ ngày 24 tháng 11 đến 27 tháng 11, trên đất liền Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Riêng vùng Phú Lộc, Nam Đông có lượng mưa cao hơn, khả năng đạt từ 300 đến 500mm, có nơi trên 800mm, gây ngập lụt diện rộng cho khu vực đồng bằng, các vùng thấp trũng. Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa này, để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Chi cục Thủy sản và Đài thông tin Duyên hải Huế tăng cường thời lượng phát thông báo để chủ các phương tiện, thuyền trưởng hoạt động trên biển kịp thời nắm bắt diễn biến gió mạnh và chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước ngày 25 tháng 11, bao gồm cả ghe thuyền bãi ngang ven biển. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các huyện, thị xã và thành phố Huế theo dõi sát diễn biến thời tiết để thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và nhân dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Đưa tin về mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể cán bộ, nhân dân chủ động ứng phó, đặc biệt là người dân ở các khu vực trũng thấp, các khu chợ, cơ sở kinh doanh. Rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Chú ý ưu tiên sơ tán trước những người dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu. Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện chủ động vận hành, đưa mực nước hồ về mức nước trước lũ theo quy trình được phê duyệt trước 19 giờ ngày 24 tháng 11. Mực nước hồ Tả Trạch dương 38m, hồ Bình Điền dương 81,6m, hồ Hương Điền dương 56,5m, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt, giảm đỉnh lũ vùng hạ du. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương tổ chức sơ tán dân cư và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ để sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Trước đó, từ tối 13 đến ngày 16 tháng 11, tại Thừa Thiên Huế xảy ra trận mưa rất lớn. Nhiều nơi, lượng mưa đo được đạt trên 1.000mm, khiến nhiều vùng bị ngập sâu. Đây là trận lũ lụt được đánh giá lớn nhất trong vòng 10 năm qua tại Thừa Thiên Huế, khiến 85% tuyến đường của 36 phường xã của thành phố Huế và nhiều huyện, thị xã bị ngập sâu trong nước. Trận lũ giữa tháng 11 vừa qua đã vượt qua mốc ngập lụt giữa tháng 10 năm 2020, năm xảy ra thảm họa sạt lở thủy điện Giao Trang, làm nhiều người chết, mất tích. Và mức nước lũ chỉ còn kém trận lũ lịch sử năm 1999. Báo Tuổi Trẻ thông tin, vừa qua ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã lệnh cho các hồ thủy điện, thủy lợi, đầu nguồn sông Hương, sông Bồ xả nước đón lũ trước mưa lớn. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế, từ đêm 24 đến ngày 27 tháng 11, trên địa bàn sẽ có mưa lớn với tổng lượng mưa từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực đồi núi ở huyện Phú Lộc, Nam Đông có thể có mưa từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 800 mm. Mưa lớn sẽ tập trung từ chiều 25 đến ngày 26 tháng 11, có những điểm mưa trên 180 mm trong 3 giờ và trên 100 mm trong 1 giờ đồng hồ. Trước tình hình đó, để cắt lũ ở những khu đô thị vùng hạ du các con sông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra lệnh cho hồ thủy điện Hương Điền, đầu nguồn sông Bồ và thủy điện Bình Điền, đầu nguồn sông Hương cùng xả nước với lưu lượng 300 m khối trên giây, tránh gây đột biến. Hồ Tả Trạch cũng được lệnh xả nước với lưu lượng 680 đến 780 m khối trên giây từ chiều nay. Theo ông Hòa, đợt mưa này rất phức tạp, xác suất xảy ra trên 80% và có nguy cơ gây tái ngập trở lại ở các khu đô thị, đặc biệt thành phố Huế. Hiện nay nhiều nơi trên thành phố Huế vẫn đang dọn dẹp rác thải, bùn đất do trận lũ hôm 15 tháng 11 gây ra. Trên sông Hương, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế vẫn đang tích cực dọn dẹp củi khô rác thải từ đầu nguồn đổ về khu vực cầu gỗ Lim. Ông Hòa nói, hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu các địa phương phải sẵn sàng phương án di dân, đặc biệt là chuẩn bị lương thực tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu cho bà con gặp khó khăn trong mưa lớn.
các địa phương cũng được yêu cầu tuyên truyền rộng rãi cho bà con để chuẩn bị nhu yếu phẩm, kê cao đồ đạc trước mưa lụt ngay từ bây giờ. Báo Vietnamnet đưa tin, ngày 15 tháng 11, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất to và đặc biệt to trong nhiều giờ qua, nhất ở các huyện Nam Đông, Phú Lộc và cả thành phố Huế. Đồng thời, lũ trên các sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 3. Đài khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế cho biết, vào 10 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 4,21m, cao hơn mức đỉnh lũ 4,17m vào năm 2020, trên báo động 3 0,71m. Dự báo trong khoảng trưa nay, lũ trên các sông tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh sông Hương tại trạm Kim Long đạt ở mức 4,4m trên báo động 3 0,9m. Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 4,5m bằng báo động 3, sau xuống chậm. Đồng thời, từ trưa nay đến 17 tháng 11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa rất to với lượng mưa 150-400mm, có nơi trên 500mm. Nước sông lên cao kết hợp mưa lớn khiến khu vực này nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, sạt lở ở nhiều nơi như những vùng ven sông Bồ, sông Hương, sông Chuồi, nhất là tại các huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, Phú Lộc, Nam Đông. Đài khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai ở sông Hương mức 3, sông Bồ mức 2. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Huy Nguyễn, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cảnh báo, mực nước sông Hương tại Kim Long sẽ dâng lên mức 4,4m vào trưa nay. Như vậy, tại vị trí đang có lụt, mực nước sẽ dâng lên thêm khoảng 20cm. Đặc biệt, tiến sĩ Huy nhấn mạnh, nguy hiểm hơn là mưa vẫn tiếp tục duy trì ở mức mưa vừa và mưa to ở thượng nguồn, nên các hồ chứa vẫn phải xả nước. Ngày 16 tháng 11 được dự báo sẽ có một dải mưa rất lớn từ Nghệ An vào tới Quảng Ngãi, nên lượng nước mưa này đổ vào Huế sẽ tạo ra hình thái thiên tai rất nguy hiểm. Tiến sĩ Huy lưu ý, người dân không chủ quan, hãy lấy mốc lụt hiện tại và kê cao đồ thêm 50cm nữa để phòng ngày mai nước dâng cao hơn. Đồng thời, không nên ra đường lội lụt khi nước đã cao quá đầu gối vì nước lên nhanh sẽ không tìm được đường về nhà, đi lại sụp hố ga. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng thông tin, trong khoảng trưa và chiều tối nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức cao trên báo động 3. Từ hôm nay đến đêm mai 16 tháng 11, thời tiết khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100-300mm, có nơi trên 400mm. Ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ đêm nay đến chiều mai, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ngày và đêm nay, ở khu vực Bình Thuận và Lâm Đồng cũng có mưa với lượng mưa thấp hơn, từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 17 tháng 11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa vẫn có mưa vừa, mưa to, có mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.